Ê, xin tích có gì hot? Xin tích có rất là nhiều ô. Nhưng không phải ô này. Ô, trường đẹp thế. Ô, nhiều hoa ấy. Ô, trường xinh thế. Có gặp một dân cỏ phi bán đất đỏ luôn hả? Ê, nếu bạn muốn đi Hàn, xin tích có Hàn nha. Ô, nhưng mà là Hàn gì? Ô, ơi, vì thầy cô rất nhiệt huyết. Hai bạn xin tích ở trường bóng đá, vì trong phòng có tận 3 cái điều hòa. Trong một phòng bóng, à quên, điều này cũng có thể điều khiển bằng giọng nói nha. Không tin á. Thôi, bật giọng tích điều hòa. Ok, chào. Ô, bật giọng gì nữa mà không lộ hồ sơ thôi nhỉ? Xin tích luôn trường các bạn nhá.